Ok, sau phụ kiện PC Tú Anh xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi, súng nén khí đến với video ngắn trả hàng và giới thiệu sản phẩm của em ngày hôm nay nhé. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục lên trả hàng đến 5 bác khách đã tin tưởng và đặt hàng bên shop những khẩu Kondo, Kondo U, Kondo Z và FXQK2. Thì ở đây là những cây mà em đã lắp ráp hoàn thiện lên để trả hàng những bác khách đã tin tưởng và đặt hàng bên anh em nhé. Thì sau khi mà giới thiệu đến cho anh em tham khảo thì em sẽ đóng hàng, trả hàng đến từng khách một. Thì lần đầu tiên cho em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 5 vị khách ngày hôm nay đã tin tưởng và đặt niềm tin cho em Tú để em Tú có thể lắp ráp lên 5 khẩu này. Thì đầu tiên sẽ là mẫu TL10 của anh khách người Bắc Cạn, làm khẩu Kondo thẳng ta luôn, cấu hình tầm khá, bao cho vụt mồi cự ly là 100m coi nhé. Tiếp theo nữa là một cây Kondo U của anh khách người Đắk Nông, là mẫu TL11. Mẫu TL12 là của anh khách người Lào Cai, làm khẩu Kondo Z thẳng dài em nhé. Đấy. Tiếp theo nữa là TL13 là một khẩu Kondo thẳng dài, cấu hình khá của anh khách người Điện Biên. Đấy, anh khách người Điện Biên thì lắp một cấu hình cực kỳ ok. Thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em phát cùng tham khảo đây. TL14 là một khẩu FXQK2. Thì mẫu này hiện tại là em đang bán rất chỉ chạy em nhé. Đấy. Thì ở đây là những sản phẩm mà đã có khách đặt. Thì anh em nào mà xem video có nhu cầu muốn mua mặt hàng nào thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại em để trên biển kia. Lưu ý với anh em là mua bán thì anh em hãy gọi điện trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại này. Đấy, hoặc là kết bạn Zalo em nhé. Hai số điện thoại này bán hàng trên kênh YouTube bao nhiêu năm này rồi, không đổi số điện thoại. Chính tên, chính chủ. Đấy, anh em có thể là check câu nhé. Đấy, hai số điện thoại em có gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo, Telegram để bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm các bác nhé. Súng thì sẽ có mỗi khẩu, mỗi cây nó sẽ có một giá tiền nó khác nhau. Nên là anh em muốn mua cây tầm bao nhiêu tiền, mẫu tầm bao nhiêu tiền thì cứ liên hệ cho bên em. Đấy. Không cây nào giống cây nào, không khẩu nào giống khẩu nào cả các bác nhé. Đấy. Thì anh em có tầm bao nhiêu tiền thì mình lên cho mình một cấu hình tầm như vậy. Rẻ có, đắt có, cấu hình cao có, trung có. Nói chung là điều kiện kinh tế của anh em ở phân khúc tầm bao nhiêu thì mình có thể lên tìm hiểu cái cây tầm như vậy các bác nhé. Còn hiện tại thì súng ống đợt này rất chi rẻ. Anh em muốn mua cây tầm bao tiền thì khuyên thật anh em là lên hãy mua thời điểm này. Bởi vì giá cả thì mỗi cây nó có sẽ thể rẻ lên 5-700 ngàn các bác nhé. Ví dụ như khẩu TL13 này thì ở cái thời gian trước có thể là 7,5 triệu, 7,7 triệu. Nhưng mà video ngày hôm nay thì chỉ có 7 triệu thôi. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ cho bên em qua hai số điện thoại kia. Còn về hình thức vận chuyển hàng thì đó là gửi xe nguyên cây, nghĩa là lắp ráp test chuẩn chỉ ok. Khi gửi đi là gửi nguyên một cây như này cho anh em. Đấy. Ví dụ Kondo U sẽ mỗi tháo mỗi giảm ra thôi. Còn là Kondo thẳng thì sẽ phải tháo là van bình ra và giảm âm ra là ok. Đấy, FX thì tháo mỗi giảm ra gập cái báng lại các bác nhá. Tất cả gửi xe này thì bên shop sẽ test chuẩn chỉ cho anh em. Bơm sẵn cho anh em một đầy một bình hơi. Về anh em nhận hàng ok có thể là mang ra đi em luôn. Đấy, có rất nhiều anh em đã nhận hàng về phát là đi săn luôn. Là chụp ảnh quay video lại em đang đăng trên kênh cho anh em đấy. Là nhận được hàng phát là đi em săn được mồi luôn. Anh em có thể xem qua kênh có nhá. Đấy, đây là anh em yên tâm. Còn anh em nào mà yêu cầu làm video test thì em sẽ có thể là làm video test cho anh em, gửi qua Zalo nên anh em cứ kết bạn Zalo. Giờ sau khi làm cây của anh em xong thì em sẽ quay video lại cho anh em để trả hàng các bác nhé. Đấy, còn sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng cây từng mẫu một để cho anh em và bác cùng tham khảo nhé. Thì nhân viên vẫn đang lắp ráp đây. Đấy, vẫn đang lắp ráp thêm một cây Kondo thẳng dài cho anh khách người Yên Bái đây. Đấy, đây là anh em mua bán thì yên tâm các bác nhé. Nhà em thì nói chung là lắp cứ lắp, người làm cứ làm. Đấy, đây anh em yên tâm. Tất cả những cái mặt hàng mà lắp ráp lên thì đều chính tay em test chuẩn chỉ cho anh em. Đấy, có video test trả hàng qua Zalo. Đấy, thợ lắp ráp thì em cũng phải tuyển thợ lắp ráp là lâu năm, kinh nghiệm lâu năm rồi. Đấy, thì về thì lắp ráp mới là ok nhá. Nên là anh em là mà không biết cách lắp ráp thì có thể là liên hệ cho bên em. Bên em có thể hướng dẫn anh em cách lắp ráp con nhá. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mẫu, từng cây một để cho anh em cùng tham khảo này. Anh em xem video, cố gắng xem hết video để xem mình có thể là thích mẫu nào, thích cây nào cô nhé. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về mẫu TL10 là 7 triệu. Thì 7 triệu anh em sẽ được một cấu hình, đó là một bình nhôm 0.35 đế tròn, van cờ đế kết bản chuẩn công ty UN, combo khung cò ruột tay cầm gỗ
Moon nơi công. Đấy, tiền khối các nhá. Tay khung là khung tròn. Anh em nào muốn lắp khung vuông thì báo shop, shop sẽ lắp khung vuông. Giảm âm bút leo 3 khúc 6 vạch tiền lùi. Cành thì hiện tại shop đang lắp đó là cành XM8 80 tuyến cho anh em. Đấy, cành này là cành dài, bản dài 14 inch. Dài 35 cm cho anh em, 3 vụt mồi cự ly là 70 đến 80 m là chuẩn tâm, thậm chí là 100 m đến 120 m săn cỏ các bạn nhé. Đấy. Kính ngắm BATMD tâm số, hàng chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Cây này thì phù hợp những em nào đi rừng đi núi ngắn gọn các bạn nhé. Đấy, TL10 là 7 triệu đồng. Em mua bán thì có thể đọc rõ ra. Lắp cho tôi mẫu thanh lý 10 là 7 triệu, hoặc là lắp cho tôi mẫu 7 triệu là bên shop sẽ biết cấu hình như này em nhé. Tiếp theo nữa là mẫu TL11 là 6.500.000. Thì cây này là một khẩu Kondo U dài các bác nhé. Thì ở đây là một bộ em sử dụng, đó là một bộ combo khung cò ruột tay cầm gỗ liền khối cho anh em. Khung là khung tròn lưng ngắm. Anh em chơi U thì lên là chơi hạng lưng ngắm này, em khuyên thật. Bởi vì chơi cái dòng hạng ngắm, thứ nhất là kính nó sát mắt anh em quá, anh em không ngắm đâu. Đấy, nếu mà anh em chơi dòng hạng ngắm thì lên chơi thêm thanh dây. Đấy, còn không thì lên chơi cái dòng lưng ngắn như thế này để cho mình dễ ngắm bắn câu nhá. Đấy. Kính ngắm Discover đi, hàng VTG 3-9x40 Iraq có đèn tầm bắn buổi tối, giảm âm bút leo. Cành là cành TK Hồng Kông loại 1 bản 10 không tuyến em nhá. Van là van cờ kết bản chuẩn công ty, khớp U chống xì, bình nhôm 0.35 đế bằng. Đấy, hoàn thiện một cây như này là 6.500.000. Chưa bao gồm phí cước, anh em mua bán thì sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước xe. Miền Bắc là 300, còn miền Nam là 500 em nhé. Đấy. Tiếp theo nữa là mẫu TL12 là 5.200.000. Thì là một khẩu Kondo Z cấu hình tầm trung. Thì hiện tại mẫu này là em đang bán giảm giá tri ân cho anh em. Thì hiện tại cấu hình ở đây là một chiếc bình nhôm 0.35 đế tròn. Van Z Suwell hộp đỏ bản 100% full inox. Hàng dòng van này cực kỳ khỏe lắm nhé. Combo khung cò ruột tay cầm gỗ, khung vuông, tay cầm gỗ sạc cừ sơn đen. Giảm âm sumo định tâm liền khối. Cành TK Hồng Kông loại 1 bản 10 không tuyến. Có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm chì và sờ lung. Đấy, anh em nào bên em thú to thì có thể chơi sờ lung. Còn bình thường em có thể là săn kẹo lấm chì đối với dòng chim nhỏ cũng nhé. Kính ngắm Discovery hàng VTG 3-12-42OC. Đấy, hoàn thiện mẫu TL12 là 5.200.000 em nhé. Tiếp theo nữa là mẫu TL13. Mẫu TL13 này thì là cũng là 7 triệu. Thì cấu hình nó là bình nhôm đích tròn này, van cờ đích kết này, combo khung vuông xương cá tay cầm gỗ liền khối sơn đen cho anh em. Giảm âm sumo định tâm liền khối. Cành là cành TK Hồng Kông loại 1 bản 10 không tuyến. Kính ngắm Bera TMD tâm số, hàng chống rung chống giật, chống nhảy tâm, tâm số tâm khắc kính cho anh em. Đấy, TL13 là 7 triệu, tặng kèm 1kg kẹo chỉ. Tất cả những cái khẩu mà anh em như quảng cáo trên video đây, khi mà anh em mua thì đều được tặng kèm đó là 1kg kẹo chỉ, để cho anh em về chơi trải nghiệm thôi nhá. Anh em chơi kẹo bên em ưng ý thì có thể liên lạc lại bên em. Đấy, còn kẹo thì em bán 500.000 cân. Trên thị trường kẹo trôi nổi rất là nhiều, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Đấy, thậm chí cái dòng kẹo hơ mớt anh em mua phải 800.000 cân cơ. Đấy, như này, anh em chơi kẹo thì phải để ý. Cái kẹo nào ngon, cây củi của em ngon thì anh em phải chơi kẹo ngon thì mới chơi được. Chứ chơi kẹo vớ kẹo vẩn chỉ hỏng cái cành thôi các bác nhá. Nhớ anh em nào mua cây củi về ngon ấy, mua một cây củi khoảng chục triệu đồng về cơ, nhưng mà một tiếc rẻ lại mua cái kẹo 300.000 một cân về chơi, ôi chơi 3 hôm thì hỏng bối cảnh, vứt đi luôn. Nên là anh em lưu ý nhá. Tiếp theo là mẫu TL14 là 6.900.000. Thì là khẩu FXQK2. Thì hiện tại là bên em đang bán giảm giá mẫu này, nên anh em lựa chọn rất chi nhiều đây. Một bộ combo QK2 bán cũng rút chữ A, cò sụp cho an toàn, van cờ đi kết, khớp gen 1000, bình nhôm 0.35 đế tròn. Em nào muốn lắp bình lớn thì báo shop, shop sẽ lắp bình 0.45-0.42 cho anh em. Giảm âm slider ôm cành. Cành là cành XM8 80 tuyến cho anh em. Kính ngắm Discovery VTG. Bao cái này cho anh em một mồi cự ly là 100m đến 150m. Có video test 70m là chuẩn tâm cho anh em. Anh em có thể là xem ở trên kênh. Em đã có những cái video test tâm thực tế cho những cái sản phẩm này rất là nhiều rồi. Đấy. Còn anh em nào mà yêu cầu thì em sẽ làm video test tâm thực tế cho anh em, gửi cái ảnh qua Zalo luôn các bạn nhé. Đấy. Nên là anh em nào có nhu cầu mua bán thì cứ liên hệ cho bên em qua hai số điện thoại em để trên biển đây. Đấy. Thì đây là những sản phẩm mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho anh em, để anh em và bác cùng tham khảo. Thì anh em xem video ưng mẫu nào, ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em
qua hai số điện thoại kia em nhé. Đấy, mua bán thì anh em đừng ngại, cứ gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin, bên em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em và các bác coi nhé. Còn video ngắn ngày hôm nay lên giới thiệu và trả hàng đến những bác khách thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã và đang theo dõi video của em ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại anh em và các bác ở video sau nhé.